Tôi là nhà thiết kế Lê Hà. Đây là lần đầu tiên tôi kết hợp với đội ngũ thiết kế của Canifa để sáng tạo ra những mẫu thiết kế tham dự tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2016 tại Hà Nội. Tuần lễ thời trang xuân hè chúng tôi đã có màn trình diễn của người mẫu trung niên cũng như là người mẫu nhí và đã tạo một cái thành công rực rỡ. Và đến mùa đông năm nay thì chúng tôi cũng sẽ có những điều bất ngờ và thú vị đến với khách hàng và những người mà luôn luôn ủng hộ và dõi theo Canifa. Đến với tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2016, tôi và Canifa với bộ sưu tập mang tên Nhịp điệu đường phố, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp chủ đạo thể hiện phong cách cá nhân. Ở bộ sưu tập này, chính bạn sẽ là người mang linh hồn cho những bộ trang phục và truyền cảm hứng đến thế giới. Ở bộ sưu tập này thì chúng tôi sử dụng những chất liệu là thế mạnh của Canifa như là chất liệu len sợi, tạo nên một cái chất rất riêng cho Canifa để tạo ra những sản phẩm vô cùng sáng tạo và mang tính ứng dụng rất cao. Canifa là thương hiệu thời trang ứng dụng duy nhất đã đồng hành cùng tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 3 mùa liên tiếp. Chúng tôi rất tự hào trong những thành công rực rỡ. Thì Canifa nghĩ rằng những thương hiệu thời trang ứng dụng khác hoàn toàn có cơ hội tham gia vào những tuần lễ thời trang uy tín như là tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng rằng bộ sưu tập lần này sẽ tạo ra một cái trào lưu hay một cái xu hướng đến với số đông khách hàng hơn, đặc biệt là những khách hàng đang e dè trong việc thể hiện bản thân. Thì với những sản phẩm sáng tạo hoàn toàn mới của Canifa với Lê Hà thì các bạn sẽ thể hiện rõ hơn được phong cách cá nhân cũng như là cùng chờ đợi những cái điều bất ngờ mà Canifa sẽ dành đến cho các bạn.